بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Hỡi ai đã bỏ lỡ Hajj thì đừng bỏ lỡ điều này. Rất nhiều người Muslim khao khát một lần trong đời được hành hương Hajj và Umrah, nhưng họ không đủ tiền cho chi phí đắt đỏ của chuyến đi. Anh chị đừng thất vọng, bởi lòng nhân từ thương xót của Allah rất bao la. Ngài đã tạo ra một cơ hội khác dành cho anh chị và những ai muốn hành hương Hajj hàng ngày. Một việc làm đơn giản nhưng mang lại ân phước của việc hành hương Hajj hoặc là Umrah. Cách làm như sau. Cách thứ nhất, theo Anas bin Malik radiallahu anhu dẫn lời của Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã nói: ai hành lễ Salat Fajr cùng tập thể, sau đó ngồi lại tụng niệm Allah cho đến khi mặt trời mọc, và rồi hành lễ Salat Sunnah Harat, người đó sẽ được công đức như đã hành hương Hajj và Umrah một cách trọn vẹn, đầy đủ và đầy đủ. Cách thứ hai, theo Sahal bin Hunayf dẫn lời của Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã nói: ai thanh tẩy tại nhà mình bằng wudu hoặc tắm junub và sau đó đến Masjid Quba và hành lễ Salat trong đó, người đó sẽ được ân phước như là Umrah. Cách thứ ba, theo Ibn Abbas dẫn lời của Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã nói với bà Ummu Sinan, một phụ nữ dân Ansar: Umrah trong tháng Ramadan là cô đã hành hương Hajj cùng ta. Cách thứ tư, theo Abu Umama rằng Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã nói: ai ra khỏi nhà trên hiện trạng đã chạy rửa hướng đến Salat bắt buộc, thì ân phước của người đó cũng giống như ân phước của một người hành hương Hajj Muhrim. Cách thứ năm, Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam cũng nói: và ai tạm gác công việc để hành lễ Salat Duha và người đó không bị mệt ngoại trừ gì điều đó, thì công đức của người đó giống như công đức của người làm Umrah. Cách thứ sáu, theo Zaid bin Khalid al-Juhani dẫn lời Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã nói: ai tài trợ cho người khác hành hương Hajj hoặc thay thế người hành hương Hajj chăm sóc người nhà của họ, thì ân phước của người đó giống như ân phước của người hành hương Hajj. Hơn nữa, ân phước đó không hề bị giảm bớt đi bất cứ gì. Ngoài ra, còn có những việc làm khác được ân phước tương đương với hành hương Hajj và Umrah mà hầu như ai cũng đều làm được. Đó là tasbih, tahmid và takbir, mỗi câu 33 lần sau mỗi lần salat xong. Như theo Abu Hurairah radhiyallahu anhu kể, những người nghèo đến gặp Nabi sallallahu alaihi wa sallam mà than: những người giàu đã dùng tiền bạc chiếm hết những cấp bậc cao quý và hạnh phúc vĩnh cửu. Họ hành lễ salat, họ nhịn chay giống như chúng tôi hành lễ salat và nhịn chay. Có điều họ có tiền đi hành hương Hajj, Umrah, Jihad và bố thí. Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam nói: ta sẽ chỉ cho các ngươi một việc, nếu các ngươi nắm bắt được là các ngươi đuổi kịp những ai đã vượt qua các ngươi, cũng như không ai sau các ngươi có thể đuổi kịp các ngươi, và các ngươi trở thành nhóm người tốt hơn hai nhóm kia, ngoại trừ ai đó bắt chước làm giống như các ngươi. Đó là các ngươi hãy nói: Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar mỗi câu 33 lần sau tất cả lễ nguyện Salah. Bukhari ghi. Allah subhanahu wa ta'ala phát: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Đó là hồng phúc của Allah mà Ngài ban cho ai Ngài muốn, và Allah là chủ nhân của hồng phúc vĩ đại. Chương 62 Al-Jumu'ah câu 4. Wallahu a'lam wa ahkam.